Dạ, mình là Đạt Nguyễn. Xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc sống Mỹ Đạt Nguyễn. Lời đầu tiên là kính chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc đầu cũng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay nói về tình hình nhà cửa ở Mỹ, các bạn nhà cửa ở Mỹ thì bây giờ hiện tại thì nó rất là à, khó khăn cho những người muốn bán nhà, các bạn. Thì à, có những bài báo bây giờ họ nói, ô, bây giờ nhà nói chung là nó khẩn và nó cũng đi xuống giá. Nhưng mà bây giờ mình mướn nhà nó sẽ rẻ hơn là mua nhà. Thì cái khái niệm mướn nhà với mua nhà đó mình cũng chia sẻ nhiều đâu mà. Nhưng nhiều bạn cũng phản đối. Thì cái này chính người mười ý mà. Mình chia sẻ theo cái chủ quan của mình thôi. Gọi là Việt Nam mình thì an cư lạc nghiệp. Thì qua Mỹ cũng ráng an cư đi mua căn nhà. Còn mướn nhà thì nó bóp bên. Thì nhiều bạn cũng vô ơi, Mỹ không có chuyện an cư. Mỹ thì làm đề thì đúng rồi. Đó mỗi người thôi các bạn. Nà, Mỹ thì công việc ở đây, công việc ở kia, tiểu bang nọ, tiểu bang kia. Nhiều khi mình mướn nhà cho khỏe. Nhưng khi mà mua nhà, cái tiền mà nuôi nhà nó 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 mắc lắm. Đó thì cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhưng mà mình vẫn là giữ theo cái quan điểm của mình là mua nhà vẫn tốt hơn mướn nhà. Nhưng hôm nay mình chia sẻ về cái vụ mướn nhà các bạn là mua nhà hai cái mà bài báo mỹ nó đăng thì nói, nếu vậy thì cái người mua nhà với người muốn nhà người nào đông hơn thì bạn thấy đi những cái người mua nhà đó cái trong cái số họ có đủ khả năng họ mua thì họ mua còn trong cái số mà mướn á có những người họ đủ khả năng nhưng mà ví dụ có thể họ làm ở đây năm ở kia hai tháng 6 tháng hơi công ty họ chuyển đi đó thì họ không mua các bạn thì thường là mình thấy những người không đủ khả năng thì họ mới không mua kể cả người mỹ còn những người đủ khả năng là họ mua các bạn Cái mua thì Nhiều người thì theo mình Thì mua đó là một cái Để dành sau này nữa Còn nhiều người nói ơi Bây giờ mình mua căn nhà rồi tiền lời tiền đồ tính lên Ví dụ mua căn nhà 100 ngàn đi Thì trả lên tiền lời Thì đến đó là nó thành là 2, 3 hoặc 400 ngàn Tùy theo cái mức độ tiền lời nữa các bạn à, tại vì mình trả ba chục năm năng tiền lời dữ lắm mà trong vòng 5 năm đầu á, là mình trả tiền lời không à thí dụ mình trả bây giờ mình mua căn nhà là à, 400 ngàn đi một cái mỗi tháng là mình trả hai ngàn thì cái à, những cái năm đầu tiên á là nó, nó vô cái tiền vốn của mình á, chắc có chừng trăm hai trăm bạn còn nhiêu là tiền ông tiền cha nó vô hết ngàn tám mà thì nói ủa tại sao phải phải đi mua phải không mướn nhà khỏe À, cứ tháng hai ngàn lần tháng hai ngàn, ok tháng ngàn rưỡi là tháng cứ ngàn rưỡi nhà hư cậy, cỏ dài nó tới nó cắt, rồi à, bị hư hư cái nọ hư kia, thí dụ hư máy lạnh hư máy nóng đồ này kia các bạn, thì cái tiền nuôi nhà nó cũng là là quan trọng lắm. thí dụ bạn ở cái nhà cũ là nó hư giống như chạy chiếc xe cũ rồi bạn chạy chiếc xe cũ đi thì nó hư tới nó hư lui nha. thì à, chạy chiếc xe cũ thì đỡ đau lưng mà chạy cái xe mới thì à, nó nó đau lưng các bạn, tại vì mình phải đi cày nhiều để mình kiếm thêm để mình trả cái tiền qua cái xe mới còn xe cũ thôi mua xe cũ xe cũ mà bạn hơn á bạn mua cái xe mà giống như cái xe này của mình à, mình mua từ đầu đến cuối các bạn từ lúc nó là mới toanh đến lúc nó cũ là mình thay nhớt thay nước thay coi như là lo cho nó đầy đủ cứ nhớt đầy đủ đúng giờ đúng đổ xăng tốt đồ này kia chạy hoài rồi cái nhà mà mình đi mua cũng vậy mình đi mua cái nhà mà mới mới thì cái đồ nó đấu hư thí dụ những cái những cái mảnh hư nó dễ hư nè Ví dụ như là uh, những cái đã tiền trước nhà microwave thấy không uh, tủ lạnh nó bắt đầu mắc lên xíu rồi uh, mắc hơn nữa là bạn thấy là một dàn máy sưởi máy nóng máy hút bụi trong nhà rồi uh, máy máy uh, cái máy lạnh nguyên vàng nó mấy chục ngàn các bạn ở mỹ thì bạn thấy là nhà nào cũng có cái máy hút bụi hết cái cái hút hơi chứ không phải hút bụi ở dưới thảm đâu hút cái không không khí lọc không khí ra lọc không khí vô thì à, nếu mà nó hư á, là mệt mỏi mạng thường thì khoảng chừng trên 15 năm bắt đầu nó hư rồi nó hư à, khoảng 10 năm là nó hư cái máy nóng mà cái máy nước nóng ở trong nhà á, thì có có nhà thì 75 gallon nước nóng có nhà thì trên có nhà thì 50 thường là 75 gallon rồi nó hư cái dàn máy sưởi nó dàn máy máy lạnh mùa nhất là thường á, nó cũ á, là mùa hè á, nó ưa hư lắm các bạn kêu thợ tới là mấy trăm mấy trăm rồi gara cái gara mở cửa lên nổi cửa xuống cái motor nó hư còn dây xích nó đứt rồi lò xo nó gãy nó, nó nhiều thứ ở mình mướn pha mình đâu có cần phải sửa đâu kêu chủ nó tới sửa này không mình, mình mình xài mình còn phá nó còn nhà mình mình giữ kỹ ở việt nam thì mình thấy nó mới quảng cáo cái loại mà máy hút hơi À, lọc lọc không khí bụi rồi này kia các bạn cái máy thấy cũng lớn á 18 19 triệu gì đó thì Việt Nam bắt đầu đưa vào cái chất lượng sống đó, nó sẽ tốt hơn bây giờ người giàu hoặc là người nghèo thì Việt Nam cái cái nhà đâu có máy hút bụi hút cái hơi hơi không khí trong nhà đâu các bạn để lấy cái không khí ở ngoài vô bình thường thôi ha thì cái đó nó chưa gọi là tốt các bạn ở Mỹ thì từ miền Bắc tới miền Nam đây nói nó họ đều có cái không khí đó hết bạn trong nhà của bạn là không khí nó tốt nếu mà bạn lo cho kỹ là lo cái những cái bộ lọc một đồ này kia mỗi tháng hoặc mỗi 6 tháng mình thay một lần ăn thu cái cái filter của mình mà là mình thấy Việt Nam bắt đầu bán rồi đó thì họ bán là chắc là chỉ có hút trong các cái phòng đó thôi còn ở Mỹ á, là một hệ thống các bạn nha thì không biết chừng nào Việt Nam mới làm cái này không phải là ơi tại Việt Nam nó nóng hoặc là tại Việt Nam nó tại Việt Nam nó chưa có chứ chưa phát triển được thôi đây, bây giờ nó chưa có nhập vô Những nhà giàu từ từ nó sẽ nhập vào Những nhà giàu bắt đầu họ làm trước các bạn Thì đó là cái cái mướn nhà thì mình không có lo gì hết á Còn mà mua nhà đó thì lo đủ thứ á Thí dụ bạn ở chừng người Mỹ á Là họ ở 10 năm là họ remodel một lần Họ thay nguyên dàn bếp của họ À, tủ lạnh microwave vi sóng rồi à, cửa nẻo bồn tắm rồi, nhất là nhà tắm các bạn nhà tắm thay tốn tiền lắm các bạn nhà tắm giờ chắc làm cũng phải là chục ngàn chứ không phải nó rẻ đâu thay cái bồn tắm thay cái cửa thay vòi thay đồ hết thay hệ thống việt nam mình thì không có việt nam mình là ở chừng nào mà nó banh thôi rồi mình mới thay thì à, cái cái cách cái, cái đó, cái đó thì việt nam mình nó xếp tiền nó gọi là để dành tiền còn người mỹ thì họ mua họ chi phí nhiều lắm Việt Nam mình làm gì cũng à, đi à, ngã tắc thôi các bạn. À, giống như à, người Mỹ họ nói ơ tôi sống à, mỗi tôi phải xài mỗi tuần lương chứ tôi đâu có tiền. Nhưng mà thật sự không phải họ không có tiền mà tiền họ đó là đi đủ nơi. Còn Việt Nam á là gom cục, cho nên cầm cục nè, tôi có nè. Thì à, tưởng là mình ngon hơn Mỹ nhưng thật sự mình không có có bằng Mỹ các bạn. Thì nói về cái nhà hiện tại thì à, bán khó lắm cái nhà đối diện của mình á, là tuần này chắc tuần thứ năm rồi các bạn thường á, để lên ngày bán bây giờ là năm tuần mà mình chưa thấy nó giảm giá các bạn thì à, bây giờ á, người ta bắt đầu á, mất việc nhiều cái chấm tiền lời nó lên cao quá các bạn cho nên á, người ta cũng khận lại những người đi muốn đi mua nhà cũng khận lại những người việt nam làm lương mà gọi là à, cơ bản thôi á Thí dụ ở 18, 19 á Cũng muốn đi mua nhà Bây giờ cũng tiếp cận được à, Nhà nó cũng xuống miếng Xuống miếng là chứ con nó không có xuống nhiều đâu Chưa đâu Không biết nó có sụp không thôi Chứ còn chưa các bạn Nhưng mà cái chấm lời nó lại cao Cho nên họ lại khựng lại luôn Ai cũng khựng hết Bán nhà không được thì hy vọng á, nó sẽ xuống nữa để cho nó những cái người mà Việt Nam mới qua làm lương hơi thấp thấp họ có đủ khả năng tiếp cận được căn nhà. Việt Nam mình phải mua nhà lắm mà đa số là có một số mình nghĩ chắc chừng 20% là không có muốn mua nhà không có chịu trách nhiệm. À, đại khái vậy. Nhưng khi mà bạn mướn, bạn nghe câu là mướn là quăng tiền qua cửa sổ không Mà khi mà nhìn vô thì nói trời mua căn nhà chi phí nó nhiều lắm mướn đi, nhưng mà đó, bạn ở chừng 10 năm sau cái nhà đó nó lên 300 000 ngàn hoặc nó lên 200 000 hoặc nó lên nhiều khi cả triệu đô la đó giống bên à Cali các bạn ha. Sau 15 năm, 20 năm từ 300.000 lên 1 triệu mấy, triệu rưỡi, triệu 8, mua gì nổi các bạn. Thì à vẫn còn cái tư tưởng đi mua nhà. Thì cái này chính người 10 ý thôi, mình tư tưởng vẫn là đi mua nhà hả các bạn. Thì à mỗi người mỗi mỗi ý, cái này á à, là mình không có bắt ai Và mà bạn cũng đừng có bắt mình. Thì là những bạn vô vẫn ném đá mình như thường. Thì nó có 10 thành phố là cái à, mướn nhà rẻ hơn mua nhà cái này bạn nhìn mình chia sẻ rồi các bạn nhưng mà bạn nhìn vào á thì đương nhiên nó ơi nó mướn có nhiều thành phố bạn thấy như là New York, Cali, New York có nơi mướn 5.000 đô, có nơi là 2.000 đô. Một cái chung cư cái phòng nhỏ thôi là 2.000 đô la các bạn. San Francisco 2.000 đô, thì ở chỗ đó mà bạn làm lương là bao nhiêu à về sau mình sẽ chia sẻ ở tiểu bang của mình nè là lương bao nhiêu mua được căn nhà cali mua lương bao nhiêu mua được căn nhà giá ở nơi tiểu bang bây giờ cái thành phố thứ nhất các bạn là austin texas nếu mà bạn mua căn nhà đó thì bạn phải trả đó là ba sáu đồng còn nếu bạn thuê á thì nó là một tám đồng thì nó giống như là nửa giá rồi đó nè mà bây giờ mà dưới Texas mà thuê nhà Mà 1.800 mà mua nhà ở Austin Austin là thủ đô của Texas thì à, mua căn nhà bây giờ mà trả vào 3.600 là giá nó cũng mắc lắm đó các bạn nha giá nó rất là cao à. còn ở San Francisco nè bây giờ <laughs> California Bạn mướn á một căn nhà đó 5.705 đô la bạn biết căn nhà ở San Francisco thì nó là cỡ chừng 1 triệu 8 các bạn căn mà nó nhỏ xíu à nha thì bạn bạn thôi là nó 3.171 đô la thì bạn thấy rõ ràng á nếu mà bạn mua nhà ở Texas á, thì bạn bạn trả tiền ở Austin nha tùy tùy thành phố các bạn là là 3.600 còn bạn mướn nhà ở San Francisco á, là bạn trả 3.100 mà bạn mua nhà đó, thì bạn phải trả 5.700. Hai cái trên lệch nó nó coi như là nó trên nhau 2.000. Từ mua là 3.600, Texas, ở Cali là San Francisco là mua là 5.700. Nó chênh lệch 2.000 đô la các bạn. Thì bạn thấy con số nó rất là lớn. 2.000 đô la rất là lớn các bạn. Nếu như bạn ở ở Texas, một cái tử quan à, thành phố bình thường đi. Thì để coi chút nữa xuống dò coi nó có thành phố nào rẻ hơn nữa không thì bạn thấy là 2.000 đô là bạn trả được cái cái tiền nhà rồi đó ở uh, Seattle năm cái thứ ba các bạn Seattle Washington bạn mua nhà đó là 4.100 đô la để mua căn nhà nếu mà so sánh là mướn là 2.299 đô la bây giờ mướn nhà mà thấy nó cũng căng quá các bạn New York nè bạn mướn là 5.081 5.000 bằng à, uh, bằng cỡ ngang ngang với uh, cali thôi nếu mà bạn thuê thì 2 ,989. bạn thuê ở san francisco là 3.100 mà bạn thuê ở new york thì 2009 9 à, trên lệch cỡ chừng 200 đô đi san jose california là cái đứng hàng thứ năm bạn mua nhà đó thì bạn phải có chi phí là 5.499 đô la để mua căn nhà còn bạn thuê là 3.324 đô la Nói chung là bạn ở San Francisco, San Jose, California Mà Los này kia à, mình, Bây à, giờ hỏi bạn á, Một tháng á, một cái người bình thường nha, Một cái người bình thường á, Thì làm được lương nhiều thới má hết nhiều các bạn vòng vòng các đem về hàng mấy bạn mướn cái nhà ba ngàn mấy ở mấy cái thành phố đó mấy cái tiểu bang đó sống không nổi Portland, Oregon Rồi cái chỗ này là nó quậy lắm mà Báo chí đồ đăng đầy mà thấy à. Nếu mà bạn mua thì là 2009 Để mà mua căn nhà Còn bạn thuê là 1.800 Tại Portland, Oregon Los California Nó rẻ hơn miếng các bạn Nà, So với Cali là 4897 đô Để bạn mua một căn nhà còn bạn thôi là 3.051 đô la đó Cái này các bạn Việt Nam mà nào mà ở Cali á ừ, à, à, Chuẩn bị qua ở Cali á Thì nhắm nhắm đi Có thôi nổi căn nhà hay không nha yeah. Thường là Los hay không Hoặc là San Francisco đó Là 3.000 đô la trở lên mướn nhà Bạn nghĩ đi Bây giờ bạn làm á có một bạn các bạn nhau nhắn tin mình mình nói giờ 18 đô la sao sống No, hồi xưa mình đã làm 18 đô bây giờ 18 19 năm trước 17 18 đô bây giờ 18 đô sao sống ở đây, ở, ở san, san jose 18 đô vẫn sống bình thường đúng rồi bạn sống được ai nói bạn đâu mình nói sống nó khó lắm bạn bây giờ bạn 18 đô la bạn nhân lên cho là 40 tiếng một tuần không? 160 tiếng một tháng trừ thuế trừ má hết bạn đem về nhiều rồi bạn mướn đủ không không sống nổi các bạn Ok Boston Massachusetts Nếu bạn mua là 4.664 đô la Để mà mua một căn nhà Bạn thuê là 2.966 Như 3.000 đi nó cũng rõ bạn Boston mà Massachusetts mà nó cũng mắc lắm các bạn Rồi đến phiên là Houston Hồi nãy Austin ở gì Giờ đến Houston Houston thì nó rẻ hơn Cho nên nhiều người ở Houston mà nếu mình đi mình cũng ở Houston <laughs> hoặc là Dallas các bạn, hôm nay nó không có cập nhật Dallas Hàng thứ 9 Nếu mà bạn mua nhà thì 2223 đô la để bạn mua được căn nhà Ồ, Cái giá này cái giá nó là ok các bạn, nhưng mà không biết bạn làm lương nhiêu ở Houston, nhiều khi Houston, Texas Nó cũng trả rẻ lắm các bạn Nếu mà ở Houston, Texas mà bạn làm chừng 25 đô la một giờ Mình nghĩ với cái giá 2 2200 đô la để bạn mua căn nhà chắc nó cũng ok à, chứ hai vợ chồng của bạn này nói rồi mua nhà là phải hai vợ chồng chứ còn một mình mua có nổi đâu thì có thể là mua còn bạn mướn thì một bốn đô la cái giá này nó rất là nhẹ nhàng cho tiểu bang houston texas các bạn à, texas thành phố houston thì nó rất là nhẹ nhàng đó cho nên người việt nam mình sẽ từ từ sẽ vồn dồn về houston texas rất là nhiều không ở cali ai ở cali là ở rồi còn ai mà mới tới mà vẫn là chôn chân ở Cali là một cái mình nói đó. trừ khi anh đại gia, ok, còn mà anh bình thường mình nghĩ tương lai không có nhiều các bạn ha. Ở Mỹ nó có nhiều sự lựa chọn lắm, đó, lựa chọn là mỗi người lựa chọn. Bạn ở được, nhưng mà cuộc sống của bạn, bạn phải đi mua một cái mobile home 300.000 đô la trong khi nếu mà bạn mua cái mobile home ở Texas, nếu cái giá của Texas ra mình không chưa cập nhật nhưng mà mình cái giá nhà mình suy si ra chừng 7 80.000 là bạn mua được cái cái mobile home rồi. Còn à, bạn ở Riverside cái cái nhà mobile home ít nhất nó phải là 100.000 đô la. Bạn ở Sacramento thì cái mobile home nó cũng khoảng gần bây giờ nó lên giá bạn nó cũng phải là 100.000 đô la. tiểu quan mình cái mobile home 80.000 mới toanh toàn, toàn bự rộng rãi ở Florida, Miami thì bạn mua cái mobile home là 100 000 đô la. Đó, chỉ có là Cali bạn mua cái mobile home bạn còn mua không nổi nữa đừng có nói. Nha, thì bạn ở dưới Texas thì bạn được có căn nhà, căn nhà nó khác, mobile home nó khác các bạn. À, hai cái nghĩa nó khác rõ ràng. Cái thứ 10 các bạn, đó là Phoenix, Arizona. Ừ. tiểu bang Arizona cũng dễ chịu hơn đó là bạn mua thì nó là 2007 để mà mua căn nhà còn bạn mướn thì 1780 để mà bạn thuê một căn nhà thì so với uh, Houston Texas thì nó vẫn mắc hơn là 300 đô thì uh, đó là 10 cái thành phố thì trong đó hết uh, chắc 8 tiểu bang các bạn tại vì hai lần hai lần là giữa Texas với lại Los với lại C đồ này kia tám bảy tiểu bang đó là những cái tiểu bang mướn nhà nó rẻ hơn nó còn nhiều được nhiều cái thành phố nó muốn nhà nó mắc lắm các bạn thì à, quay đi quẩn lại thì chỉ có Texas là mình thấy nó là nhẹ nhàng dễ sống dễ chịu hơn các bạn đó thì có đó là nhiều người Việt Nam họ sẽ dùng về Houston bây giờ bạn thấy đi ở Texas thì Dallas cũng có người Việt Nam nhưng mà Houston là nhiều nhất nói Houston vậy thôi nhưng mà mình đâu có phải là ở chính Houston bạn có thể ở ngoài vì Houston nha à, tại vì bên trong đó thì nó cũng sơ bộ sơ bộn lắm các bạn không có ai thích ở đâu người ta ở về Houston hoặc ở Dallas vậy người ta ở về Dallas giống như mình nói mình ở San Paul Minneapolis thì nói vậy cho các bạn biết rồi thôi chứ còn mình ở về những cái chỗ đó là mình cách những San Paul là ba chục phút Minneapolis là bốn chục phút đó là nó yên tĩnh hơn mà bạn ở ngay cái trong đó thì nó rất là phức tạp thì đây là cũng có một cái cập nhật để cho các bạn biết và các bạn ở ở nước Mỹ bạn chưa có cập nhật được hoặc là các bạn ở Việt Nam đang ở những cái chuẩn bị qua đó thì bạn biết được là khả năng ở những cái cái thành phố những tiểu quan đó bạn có kham nổi hay không đó thì mình nói chỉ có Texas Texas à, Arizona Minnesota thì nó nóng nó lạnh quá các bạn mình cũng chia sẻ nhiều lắm rồi thì các bạn nào sợ tiếc thì chỉ kiếm những cái cái thành phố cái tiểu bang nóng đó thôi đó thì chỉ có Texas nè Louisiana nè Arizona nè New Mexico nè vòng vòng đó những cái Florida đó các bạn những cái thành phố tiểu bang nó ấm ở còn nếu mà muốn ở trên tiểu bang Minnesota Wisconsin Iowa là những cái tiểu bang nó nằm phía trên này rồi thì nó là lạnh nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó các bạn nha lạnh nhưng mà nó được cái khác chứ còn nếu mà lạnh thì ai ở làm gì các bạn nha nó có được cái tốt hơn và cái cái tệ hơn vậy đó tại khôi nha thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn bây giờ mình xin tạm dừng video đây xin chúc cô chú anh em lúc nào cũng khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và dạ, hẹn gặp lại sau xin chào tạm biệt và dạ, bye bye